Chào các bạn đã đến với chương trình khám phá Côn Đảo hôm nay. Trong chương trình hôm nay, các bạn sẽ cùng mình đến một điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Phú Quốc. Là một điểm tham quan du lịch mà chúng ta không thể bỏ qua. Nó ghi nhớ những dấu ấn sâu lắng nhất một thời lịch sử và là nơi có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Điểm tham quan du lịch đó là cầu tàu 914. Cầu tàu 914 không phải là điểm đầu tiên mà bạn đặt chân đến. Rời khỏi nơi này, nó cũng không phải là địa danh cuối cùng để chào tạm biệt. Nhưng với nhiều người chiến sĩ cách mạng năm xưa, thì nó là điểm mốc cuối cùng để rời khỏi nơi này trở về với đất liền. Nó cũng chính là những di chứng, lịch sử, nơi diễn ra rất nhiều nỗi bi thương, khổ ải của những người đã khuất và cũng là nhân chứng lịch sử của những người còn sống lại khi chỉ biết rơi nước mắt, nuốt căm hờn đứng nhìn đồng đội của mình ngã xuống. Cầu tàu 914 được xây dựng vào năm 1873 với chiều dài hơn 107m, kéo dài từ mép lộ trước cổng dinh Chúa Đảo ra đến vịnh Côn Sơn. Con số 914 là để tưởng nhớ đến những người đã chết trong lúc xây dựng cầu tàu. Ngày nay, tại cầu tàu có bia tưởng niệm để người dân Việt Nam có thể tìm về nguồn cội lịch sử, du khách có thể thắp hương tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh tại nơi đây. Cầu tàu 914 còn là một đầu mối liên lạc quan trọng giữa tù chính trị với đất liền và cũng là nơi đã đưa 2.000 tù chính trị về đất liền tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ anh dũng. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1975, trên chuyến tàu đầu tiên ra giải phóng Côn Đảo, 500 tấm ảnh Bác Hồ đã được chuyển tới đây và được những người tù mang về từng trại. Ít hôm sau, từng đoàn tù lần lượt tập trung ra cầu tàu này để trở về với đất liền. Nó là một điểm mốc chứng kiến và chấm dứt vĩnh viễn hơn một thế kỷ địa ngục trần gian trên Côn Đảo. Vào ngày 29 tháng 4 năm 1979, bến tàu số 914 đã được phê duyệt và công nhận là khu di tích quốc gia đặc biệt, nơi đã có hàng vạn người tù đã ngã xuống, chứng kiến tinh thần kiên trung bất khuất của những người chiến sĩ cộng sản trên địa ngục trần gian Côn Đảo. Còn đây đá lấp cầu tàu, đã bao nhiêu khối máu đào bấy nhiêu. Ngày nay khi du khách đến đây, bên cạnh bến mới cách ra đó không xa thì bến cầu tàu 914 còn là bến trú bão bình yên cho các tàu thuyền. Từ cầu tàu 914 này, bạn có thể thuê thuyền đi thăm Hòn Bảy Cạnh, cách đây 4 hải lý và mất khoảng 15 phút, nơi có ngọn hải đăng được xây dựng từ năm 1883. Khi bình minh bắt đầu ló dạng, kẻ bán người mua tấp nập, Côn Đảo bình yên thêm một góc vui. Hãy đến đây một lần để tưởng niệm và thắp nén hương để tưởng nhớ những người đã ngã xuống nơi đây, cho chúng ta được cuộc sống bình yên, độc lập như ngày nay.